trong buổi tập tại BTS thì mình xả rất là stress, thì ngày nào mình cũng mong đi tận cái tập. Thực ra là mình là cư dân sống ở gần đây, nên là mình cũng hàng ngày mình có đi bộ xung quanh khu vực sống của mình. Nên là mình nhìn thấy bên mình có cái đào tạo bộ môn như kiểu boxing, kickboxing, nên là mình cũng cảm thấy là mình cũng muốn đi tập. Bài tập mình cảm thấy yêu thích nhất là những cái buổi mà mình được đấu tập với cả huấn luyện viên, tại vì là mình cảm giác là lúc ấy là nó khá là thoải mái. Thế là lớn nhất là mình nghĩ là về thể lực, buổi tối mình có cảm giác là mình ngủ sâu hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, và nói chung là về vóc dáng thì mình cảm thấy là sự thay đổi nhiều nhất. Bụng chắc cũng không to như ngày trước nữa. Buổi đầu tiên mình nhớ là mình đi tập về xong rồi buổi thứ hai ấy, là mình gần như là mình sắp bỏ cuộc rồi. Mình không ngờ là cường độ nó cao thế, nhưng mà may có huấn luyện viên cứ bảo một tuần là quen thôi. Thế là sau đấy mình thoải mái, mình không bị mệt mỏi nhiều nữa. Và mình thấy là các anh chị em đấy rất là thân thiện, mọi người ở đây như gia đình. Cái mục tiêu của mình vẫn như cũ thôi, thì mình vẫn là giảm mỡ, ăn cơm, có thêm thể lực khỏe khỏe khoắn hơn để tự tin hơn trong công việc thôi. Mình cũng chỉ có những điều nhỏ nhoi như vậy thôi.